đó 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 đó. À đứng máy này ha, rồi rồi rồi. Bị lỡ cái nguyên cái lề các bạn, tay cạp vòng vòng rồi nó bị lỡ đó. Nó sập nguyên luôn trời. Căng ha. Nguyên cái hố luôn, tại nó bị lỡ đó các bạn. Nhưng ở đây thì cái bãi này bãi nhà mà đang múc nó rồi tự nhiên nó lỡ cái nó xề xuống luôn.
kéo lên đó các bạn. Kéo hỏng bánh nặng luôn à. Trời nó bỡ hết trơn rồi, đâu còn gì đâu mà sợ không biết. Mày leo lên đây quay nè, mày lên trên đi, để mày xuống đụng xuống quá mà lấy giờ đạp đạp gì. Đó đó lên đó, đó. 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 À đứng máy lại ha. Ngon rồi. Rồi rồi. Rồi bây giờ kéo cái gào ra. Vậy em ơi, có lý rồi, rút gào lên được là thấy có lý rồi đó. Đó sâu lắm nha các bạn, đó đó im rồi đó. Coi nó có bị bể cái ống gì không, thấy nó chảy quá. Đó đó. Nước hay dầu? Ồ nước hay sao? Bỏ xe vào được rồi đó, im đó. Rồi bây giờ cái này múc tiếp cái dốc bớt. Ăn cho cái này nó lên. Nãy trên khô các bạn.